Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại kênh Ngày May Kết Hợp của mình. Và ngày hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn may một chiếc túi đeo chéo. Để các bạn thấy không, nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Cái túi này nhỏ nhỏ thôi nhưng rất đẹp nha. Các bạn thấy không? Đó, rất cứng cáp. Đây đằng trước có một cái túi này. Ở giữa có một cái ngăn ở giữa này. Đây nắp đây các bạn nhé, nắp đây. Rồi thân sau. Đó, thân trước các bạn đậy nắp vào. Cái này mà đeo đi chơi Tết đến nơi rồi mà các bạn may một cái này đúng không? Mà các bạn đi đi chơi thì thật sự câu là rất đẹp luôn. Còn đằng trước này các bạn có thể là trang trí thêm cái logo của các bạn nhé, thương hiệu của các bạn, vì thế các bạn cho một cái logo hoặc cái gì các bạn thích, các bạn là gắn đây để cho tạo thêm cái phần sang sang chảnh nhé các bạn nhé. Đó. Rồi bây giờ các bạn cùng làm thêm mình nhá. Đây nha các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ cắt cho mình hai miếng thân như này và hai miếng nót như này. Nó bằng miếng thân này luôn. Này bằng thân này luôn. Đó, hai miếng thân và hai miếng nót. Thì cái kích thước này ấy, các bạn đo từ đây đến đây 17,5 cm. Bên này cũng 17,5 cm. Đó các bạn đo mình cái chiều này từ đây sang đây là đi 23,5 cm. Bên dưới này là đi 24,5 cm. Còn cái góc này các bạn đo mình từ đây xuống đến đây là 1,5 cm. Bên này là cũng 1,5 cm. Các bạn bấm góc bên này với góc bên này nó bằng nhau. Đó. Đây là bộ thân chính nhé các bạn nhé. Ở đây là cái túi trước nhé các bạn nhé. Các bạn đo mình từ đây sang đây là đi 18 cm. Đó, bên này cũng 18 cm. Rồi các bạn đo chiều này từ dưới này lên đây là đi 12,5 cm. Bên này cũng là đi 12,5 cm. Sau đó các bạn sẽ gập lại vào này. Còn các bạn đánh cái dấu này ở giữa này, này. Cái dấu giữa này. Sau đó các bạn đo từ đây lên đây để các bạn đục lấy ở đây. Các bạn đo từ đây sang đây. Xuống đây là đi 5,5 cm. Và các bạn đo từ bên này sang đây. Là đi 9 cm. Đó, các bạn cứ chia đều ra rồi các bạn đục cái lỗ này để các bạn gắn vít vào, còn gắn ở đây, gắn vít ở đây. Sau đó các bạn sẽ mua gì sẽ cắt một miếng tròn tròn như này, bo cái miếng tròn tròn này các bạn đo từ đây sang đây để đi khoảng 3 cm các bạn này, tròn 3 cm để các bạn dán vào đây để cho nó kín cái chân này. Đó, đó là cái hộp đằng trước. Rồi đây là cái nắp. Cái nắp này mình kẻ sẵn như này để mình đo tí các bạn bo nó sẽ dễ. Đầu tiên các bạn sẽ đo mình cái chiều này từ đây xuống đây là đi 20 cm, bên này cũng vậy là đi 20 cm. Sau đó các bạn đo mình cái chiều này từ đây sang đây, từ chỗ này xuống đây là đi 15,5 cm. Và các bạn đo mình từ cái chỗ này này từ đây lên đây là đi 3 cm, bên này cũng là đi 3 cm. Để các bạn đến điểm này các bạn bo nó xuống đúng không, các bạn đo chiều này lên đây rồi xong các bạn bo cái góc này xuống đây, bo được góc xuống đây. Còn cái đầu chỗ này đúng không, đầu chỗ này thì các bạn đo từ cái dấu này xuống đây là đi 4,5 cm, bên này cũng là đi 4,5 cm. Rồi cái đầu này từ đây xuống đây là đi 13,5 cm. Đó, các bạn đo xong rồi các bạn gọt từ đây xuống đây thôi, nó cũng dễ. Từ đây xong, xong cái này xong đúng không, thì các bạn sẽ làm cái nắp bên trong này, các bạn nót cái nắp bên trong này như này đúng không. Các bạn chỉ cần đặt cái miếng xi chính này, các bạn cắt một miếng xi bên trong này này, nó y chang như vậy. Các bạn cắt cho mình cái này ấy, thì các bạn chỉ cần đo từ đây đến đây là đi 8 cm. Đó, đó để các bạn chia ra, các bạn chia cái là gập cái này vào, các bạn sẽ chia ở giữa này, này. Ở giữa tim ra đây mình đi dấu giữa tim này, sau đó các bạn sẽ đo từ cái tim này từ đây xuống đây là đi 2,2 cm. Rồi các bạn gắn cái nút thì mà hít mỏng ở đây, gắn đây đó, các bạn sẽ cho lồng đèn vào, đó là xong cái bộ lắp này. Đó, dễ lắm đúng không. Còn đây là hai cái tai hai bên, để tí nữa các bạn sẽ xỏ cái dây rồi các bạn đeo cái quai nhé. Cái này thì các bạn nó dễ, các bạn cắt hai miếng vào nhau này. Đó thì các bạn đo mình từ đây xuống đây là 5 cm, và chiều bên này từ đây xuống đây là đi 4,5 cm. Đó, các bạn cắt hai miếng này là xong. Còn đây là cái dây kéo. Dây kéo này ấy, cái đầu kéo là mình để sẵn rồi. Dây kéo là các bạn cắt mình từ đây là đi 22 cm. Đó, cái dây kéo này các bạn làm cái dây kéo số 5 nhá. Còn đây là cái dây quai đeo nhé các bạn nhá. Tại vì cái xi của mình ấy, nó không đủ 1m45 nên mình chỉ phải lối ở cái đầu này lại, mình lối này để mình may cho các bạn lên một cái mẫu để các bạn làm theo. Thì cái này ấy, thì các bạn đo mình nó rộng là đi 2 cm mà nó dài. Cái này là quai sẽ dài hơn. Nó dài đến 1m45 các bạn nhá. Này nó dài 1m45 đó. Đấy, một cái vai dài này. Và bây giờ mình sẽ dán vào những cái cần dán xong rồi mình sẽ may. Cái này ấy, thì các bạn chỉ cần đặt bằng đây này, bằng cái mép dưới này này. Xong các bạn đặt cái dấu trên này này, đặt cái dấu trên này này. Để các bạn quét keo cho nó khỏi tròn ra ngoài, đúng không? Cái này. Đó. Thì còn cái này vậy. Cái này các bạn dán lại trước đi. Còn keo nha các bạn nhé, các bạn dùng keo á thì các bạn có thể quét keo bằng keo con chó hoặc keo 338 này. Đó, xong rồi các bạn đổ ra cái bình giống như mình đây. Đó, các bạn làm nó mới dễ.
Thì cái này các bạn quét keo để cho các bạn may, tí các bạn may nó dễ, nó phải trơn. Các bạn quét ở đây. Còn đây là hai cái thân như các bạn nhé. Cái thân này ấy, mình đánh dấu hai lỗ này đây này, để tí mình may may cái nắp vào đây như này đó, mình may nắp vào đây. Còn tí các bạn xia cái nắp ra đều hai bên như này, các bạn may vào đây đính vào cái thân này đó. Thì cái này dấu này mình sẽ làm cái dấu nắp ở trước cho các bạn xem này. Thì cái dấu nắp các bạn đo từ đây, từ mép này này xuống là đi 3,5 cm, bên này cũng là đi 3,5 cm. Sau đó các bạn đo từ mép này vào, từ mép này vào đây là đi 4,2 cm, bên này cũng là đi 4,2 cm, là được cái để tí các bạn may hai cái nắp. Cái này đầu nắp các bạn xem này đây. Đúng không? Các bạn đứng ở đây may cho nó đẹp đó. Các bạn đánh dấu làm dấu này xong đúng không, thì các bạn làm những cái dấu này đây, cái dấu này này, dấu này từ trên mép này các bạn này, từ trên mép này các bạn đo xuống đây là đi 2,5 cm, bên này cũng là đi 2,5 cm, để tí nữa các bạn sẽ may cái này. Các bạn sẽ may ở đây, đính này ở đây đúng không, để các bạn xỏ cái quai đây này, các bạn xách cái quai đây hai cái hai bên như này đúng, hai cái hai bên như này đó, như vậy đúng không. Sau đó các bạn lại đánh cái dấu này từ mép này vào đây, từ cái mép này vào đây. Và đây dấu mình là đi 1,5 cm, bên này cũng là đi 1,5 cm, để tí nữa các bạn may cái dây kéo này vào đây, các bạn đánh cái dấu vậy may cho nó chuẩn cho nó đẹp đúng không. Đó, may dây kéo đây này, vậy đấy đó. Thì cái đây là cái thân này, là thân sau nhá. Đấy, còn thân trước này ấy, thì các bạn đo mình cái dấu nó sẽ khác hơn là tí cái dấu này, hai dấu này này, để tí các bạn may cái hộp này, các bạn sẽ may vào đây và đặt vào đây, các bạn may, các bạn đặt chia đều vào đây cái như này, chia đều ra đó. Sau đó các bạn sẽ gạch cái dấu đây, các bạn gạch này, cần gạch các bạn dán một ít keo vào để may ấy, cho nó chắc đấy. Không đấy, để các bạn tí cái keo này may chắc. Thì cái dấu này ấy, để các bạn đo mình từ mép này xuống là đi 1,5 cm, bên này cũng là đi 1,5 cm đúng không. Thì còn cái dấu này ấy, cái dấu này ấy, thì nó tương tự như bên này rồi, đây nó tương tự như cái thân này rồi, đây là y chang đúng không, y chang dấu này, dấu này thì đây nó dấu này, dấu này là y chang, bên này cũng vậy đúng không, dấu này là y chang đó. Nó chỉ khác nhau là cái hộp, là cái hộp này, cái túi trước này đó, và cái để các bạn may nắp này, nó sẽ khác nhau nhá. Không? Thì các bạn thấy này xong thì các bạn để tí may chỉ xong thì các bạn dán một ít keo này, một ít keo thôi, mình dán ít ít là để mình đính vào, hoặc các bạn để các bạn may luôn được đúng không, đính vào may để cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình lên may các bạn nhá. Bây giờ các bạn sẽ dán keo đây này, để các bạn dán cái hộp trước vào đây, cố định vào đây, may nó dễ, nó phải trơn các bạn nhé.
Đây các bạn nhé, cái túi này mình đã làm xong rồi các bạn thấy không, nhìn rất đẹp luôn. Đằng trước có một cái ngăn này, nó rất rộng, ở giữa có một cái ngăn ở giữa nữa các bạn thấy không. Đây, đây là thân sau, còn đây là thân trước, các bạn đậy nắp vào nó nhìn đẹp không. Đó, bây giờ mình xỏ quai vào. Nhìn rất xịn sò. Các bạn thấy không? Nhìn rất đẹp đúng không? À, quai này đeo đi chơi là nhất luôn. Các bạn thấy nhìn rất đẹp đúng không? À, các bạn thấy cái video của mình hay, các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nhớ ấn quả chuông để được thông báo sớm nhất khi mình đăng video lên. Rồi, bye bye, chào các bạn nha.